Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món kho rất là ngon, là sườn non kho trứng cút. Nhìn cái đĩa sườn kho rất là ngon không? Thường mình hay làm thịt kho trứng cút, hôm nay mình làm sườn kho trứng cút nha. Ăn nó sẽ đỡ ngán và hấp dẫn hơn nha các bạn. Đặc biệt là sườn non là những cái sụm sườn nè, mình kho tới mềm rục, uống vào mềm mềm sực sực rất là ngon. Giờ mình và các bạn sẽ cùng bắt tay vào làm món này nha. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có sườn non nè. Sườn này là 2 kg nha các bạn. Cái này mình mua về mình chặt sẵn, cái này chặt cục bự bự vậy nè. Rửa sạch rồi đó. 2 kg sườn non, trứng cút 30 trứng và một trái dừa. Nhà người bán chặt sẵn bỏ vô bịch. Thịt trước khi mà mình đem kho các bạn nấu sẵn nước sôi nha. Mình trần sơ thịt, trần sơ rửa lại mới được. Rửa như vậy thịt nó mới thiệt sạch. Mình trần xíu là mình thấy nước nó đục không? Trần như vậy khi mình kho thịt nó sẽ sạch hơn nha. Thơm ngon và nó sẽ ít bọt hơn nữa. Xong rồi mình đổ ra. Rồi cho nước vào rửa lại. Để kỹ lại vậy nè. Sau đó vớt ra để cho nó ráo nước. Sau khi sườn nó ráo nước rồi nè, bạn cho vào một cái thau. Sau đó bạn cho tỏi vào ớt, khoảng chừng 1 muỗng canh tỏi. Nước mắm, khoảng chừng 3 muỗng canh nước mắm. Ba muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt. Rồi mình mang bao tay vô. Các bạn trộn nè. Trộn cho nó đều. Nó tan gia vị và cho gia vị thấm vào sườn. Sau khi gia vị thấm vào sườn á, mình ớp khoảng chừng 20 phút nha các bạn. Cho sườn thấm rồi mình bắt đầu mình đem đi kho. Rồi trứng cút nè, các bạn cho vào nồi các bạn luộc nha. Trứng cút này mình luộc chín nè, mình sẽ lột sạch vỏ nha. Khóa phần trứng cút. Rồi nước dừa, cho thêm một trái nữa đó, 2 trái dừa. 2 trái dừa các bạn cho vào son nè, bắt mình cho nó sôi nha. Mình nấu cho sôi nước dừa trước. Sau khi thịt mình nó thấm rồi đó, các bạn sẽ cho vào các bạn nấu luôn nha. Đây là cái cách nấu sẽ hạn chế dầu mỡ hơn nha. Bạn không có cần lấy dầu rồi mình cho thịt nó săn, nó sẽ hạn chế dầu mỡ hơn. Sau khi nước dừa sôi nè, thịt bây giờ nó cũng đã thấm rồi đó. Bạn cho hết thịt vào. Rồi cho cái nồi thịt của mình nó sôi. Nó sôi bùng lên rồi mình vớt bọt. Rồi mình từ từ mình nấu, cứ đợi cho nó nước dừa rồi nó sắc lại, nó chuyển màu là được. Nấu nước dừa trước nè. Bạn cho thịt vào, bạn thấy không, cái phần mà phần mỡ nó cũng hạn chế hơn nữa. Chứ nếu mà bạn không làm vậy thì bạn phải cho mỡ rồi cháy tỏi, bỏ thịt vào mình xào cho nó săn lại. Thì lúc đó dầu mỡ nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Ở đây cũng là một cái cách để cho những người mà không thích ăn dầu mỡ nhiều. Rồi thịt mình nó sôi lên nè. Vớt bọt. Lúc này nè, mình cho trứng cút vào luôn nha. Rồi mình từ từ mình kho, mình đợi nước dừa nó sắc lại, nó chuyển màu vàng.
đầu nó sắc lại nè các bạn, thấy không? Nó hơi ngã ngã màu rồi đó. Cứ tiếp tục kho kho đến khi nào mà nước dừa hả nó chuyển màu vàng. Cho sườn nó mềm. Thịt của mình nè, chuyển màu không các bạn? Nước dừa nó lên màu rất là đẹp luôn á. Sườn giờ nó cũng đã rục rồi đó. Lúc này là mình sẽ nêm nếm để cho dừa ăn nha. Cái phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Khi mà sườn rục, nước dừa chuyển màu vàng vậy là được rồi đó. Mình sẽ múc ra. Sườn mềm rồi đó. Nhìn thấy cái gân không? Nó thấm màu á hả của nước dừa luôn nè. Thấm vô trong rồi đó. Rất là ngon. Rồi mình sẽ múc ra nha các bạn. Tắt lửa múc ra. Nhìn á, từng miếng sườn nè, sườn nhất là sườn non sậm á hả, sậm mềm mà mình đem á hả kho rượu lại nè, nó mềm á hả, ngay cả những cái sườn bên trong mà nó mềm sậm rất là ngon luôn á. Để mình cắn thử cho các bạn xem nha. Rất là mềm luôn các bạn ơi. Thịt mềm rượu. Gân á hả? Cắn vào sực sực rất là ngon. Hãy dậy thêm trứng cút nữa. Mình kho bằng nước dừa nè. Nó sắc xuống. Lên màu vàng rất là đẹp luôn á. Nhìn cái đĩa sườn rất là ngon, rất là hấp dẫn không? Bình thường mình đã nhàm chán với món thịt kho trứng nè, thịt ba rọi kho trứng. Hôm nay mình làm món sườn non kho trứng. Ăn nó sẽ đỡ ngán hơn nha. Các bạn đã ăn sườn kho trứng chưa? Nếu chưa các bạn hãy làm thử món sườn kho trứng này đi. Rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Thịt mềm rượu sậm á hả, giòn giòn sực sực rất là ngon. Nước kho đậm đà ngọt của nước dừa rất là hấp dẫn luôn. Và đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món sườn kho trứng nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình nè đã làm cho thực đơn của gia đình bạn thêm hay hơn, ngon hơn và phong phú hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích hãy nhấn like, chia sẻ và subscribe giúp mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn.